Chương 4. Vậy thì, hỡi anh em rất yêu, rất thiết, là sự vui mừng và mão triều thiên cho tôi. Kẻ rất yêu dấu ơi, hãy đứng vững trong Chúa. Tôi khuyên Eodi và khuyên Syntyche hãy hiệp một ý trong Chúa. Hỡi kẻ đồng liêu trung tính, tôi cũng xin anh giúp hai người đàn bà ấy, nhân hai bà ấy cùng tôi đã vì đạo tin lành mà chiến đấu. Cơ Lê Măng và các bạn khác đồng làm việc với tôi cũng vậy. Có tên những người đó biên vào sách sự sống rồi. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Hãy cho mọi người biết điều, biết nét nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi, chớ lo phiền chi hết. Nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Rút lại, hỏi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức, đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến, hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe nơi tôi, và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. Tôi được rất vui mừng trong Chúa, vì anh em lại lo tưởng về tôi lần nữa. Anh em vẫn tưởng đến điều đó lắm, nhưng không có dịp tiện, không phải vì tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi. Vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào, cũng thỏ lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả. Dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Nhưng anh em giúp tôi cơn hoạn nạn, thì đã làm điều thiện. Hỡi người Philip, anh em cũng biết rằng lúc tôi khởi giảng tin lành, trong khi lìa xứ Macedon, thì ngoài hội thánh của anh em, chẳng có hội nào khác hiệp với tôi để lập thành sự trao đổi trong chúng ta cả. Vì tại Thessalonica, anh em đã một hai lần gửi đồ cung cấp về sự cần dùng cho tôi vậy. Ấy không phải tôi cầu lễ vật, nhưng cầu sự kết quả nhiều bởi lễ vật đến cho anh em. Vậy, tôi đã nhận được hết và đương dư dật. Tôi được đầy dẫy vì đã nhận đồ nơi Epaphroditus mà anh em gửi cho tôi, như một thứ hương có mùi thơm, tức là một của lễ Đức Chúa Trời đáng nhận và đẹp lòng Ngài. Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi thứ cần dùng của anh em, y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nguyện xin sự vinh hiển về nơi Đức Chúa Trời là Cha chúng ta đời đời vô cùng. Amen. Hãy chào hết thảy các thánh đồ trong Đức Chúa Giêsu Christ. Các anh em ở cùng tôi chào anh em. Hết thảy các thánh đồ chào anh em, nhất là về người nhà Caesar. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ ở trong lòng anh em.